Hóa ra Văn Toàn chính là fashionista của Olympic Việt Nam, lên đồ chất phát ngức. Ngoài mái tóc bạch kim chất ngức, ngoài đời Văn Toàn còn sở hữu gu thời trang cực bảnh khiến nhiều cô nàng gục ngã. Sau chiến thắng Sura với tỷ số 1-0 trong trận tứ kết vừa qua, Nguyễn Văn Toàn, cầu thủ mang áo số 8, người ghi bàn thắng quý giá, đưa đội tuyển Việt Nam vào bán kết ASEAN 2018 để trở thành người hùng trong lòng triệu trái tim người Việt. Được biết, Văn Toàn sinh ngày 12 tháng 4 năm 1996, là một trong những cầu thủ trưởng thành từ câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, sở hữu chiều cao 1m71, dáng người nhỏ nhắn cùng kỹ thuật, khả năng xử lý bóng và dứt điểm thông minh, và đặc biệt nhất vẫn là mái tóc nhuộm bạch kim nổi bần bật không lẫn vào đâu. Không những thế, ngoài đời Văn Toàn còn sở hữu phong cách thời trang chẳng thua kém fashionista nào. Ngoài mái tóc chất nhất U23 Việt Nam, Văn Toàn còn sở hữu gu thời trang cực bảnh. Chàng tiền đạo chủ style sport năng động và khỏe khoắn. Ngoài những phút thi đấu căng thẳng trên sân bóng, chàng cầu thủ sinh năm 1996 lại vô cùng đáng yêu đến thế này. Phải nói Văn Toàn cực bảnh khi diện xuất lịch lãm không khác gì một soái ca.